vòng Survival PNGC 2022 khép lại. Ngoài những pha giao tranh mãn nhãn, các tuyển thủ còn nhiều tình huống xử lý lỗi. Hôm nay, hãy cùng hồ sơ giải đấu sửa lỗi tuyển thủ chuyển sai thành đúng. 1. Không đứng hàng ngang. Tại bóng cuối trận đầu tiên, Bacon Time cùng Nigma Galaxy tạo thế bánh mì kẹp thịt nhân Inko. Tưởng chừng như Inko sẽ sớm khuất phục trước thế gọng kim, nhưng những sai lầm nhỏ đã khiến Bacon Time cùng Nigma trả giá đắt. Shorty và Night Noise say mê nhấp nhả sau bờ tường nhưng quên mất rằng họ đang đứng ở vị trí chết người. Bằng việc dàn hàng ngang, hai thành viên Bacon Time nhanh chóng bị hạ gục. Dù Freak giấy trúng hay hụt, đạn lạc cái xuyên của Shorty và trúng thẳng vào Night Noise. 2. Đối phó jump shot. Tony K, Team Face Clan luôn uống trước pha jump shot của Bacon Time Shorty. Để không cay như Tony K, hãy di chuyển ngược lại hướng jump shot của địch. Lúc này, địch sẽ chuyển từ nhảy bắn sang nhảy thẳng vào lòng đất. 3. Nhảy qua các tòa nhà. Học viện văn phòng Kitsune nhảy phát lên bảng điểm số trong sự ngỡ ngàng của Carter. Để không phải nhảy mất đà như Kitsune, đơn giản lấy đà từ xa, bật nhảy lên lan can, tiếp tục ấn nhảy. Cứ như thế là bạn sẽ tiếp đất an toàn sang tòa nhà bên cạnh. Một khi khắc phục những lỗi trên, chiến thắng trong từng ván đấu là điều tất yếu. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh để không bỏ lỡ những bài học thực chiến bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.